Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong loạt video hướng dẫn đầu tư vào dự án ICO Homeland. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các nội dung về dự án Homeland như sự phân bổ token của dự án Homeland cũng như điểm qua một vài gương mặt của đội ngũ cũng như trong ban cố vấn team leader của dự án ICO Homeland. Thông tin đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ở video này đó chính là sự phân bổ token 28% dành cho vòng pre-sale, 36% dành cho vòng public sale, 20% dành cho reserve fund, 8% dành cho advision và beauty program, 8% dành cho chương trình founder. Sự phân bổ quỹ của dự án ICO Homeland là 25% dành cho general admission, 40% dành cho development, 35% dành cho marketing và community building. Tiếp đến chúng ta cùng nhau điểm qua một vài gương mặt sáng giá trong đội ngũ cố vấn cũng như là đội ngũ team leader của dự án ICO Homeland. Đầu tiên là ông Arthur Dorey, chủ tịch của NTP, là công ty con của BBM và là một công ty tư vấn quản lý toàn cầu năng động. Chúng tôi là những nhà đầu tư tư vấn hàng đầu về chiến lược và thực hiện kinh doanh, chuyên về fintech, chuyên về blockchain và crypto, techco và các lĩnh vực năng lượng. NTP hợp tác với các khách hàng tư nhân và khu vực công từ các nền kinh tế mới nổi và thành lập để giải quyết những thách thức quan trọng của họ và biến đổi doanh nghiệp của họ cũng như cung cấp các dịch vụ M&A độc đáo để hỗ trợ cho ICO và PPM. Và ngoài ra, ông Dorey cũng là một chuyên gia hàng đầu ICO nổi tiếng, đã lãnh đạo và tham gia một số ICO lớn như Telegram và Banco ICO với sự nhấn mạnh về kinh tế, mã thông báo và thực thi ICO từ A đến Z cũng như tổ chức một số BOD và BOA, vai trò chủ động. Thành viên thứ hai là Intai Cohen, đồng sáng lập và CEO của Homeland, giám đốc điều hành và sáng lập viên của Homeland, một công ty khởi nghiệp sáng tạo, dẫn đầu công nghệ blockchain và tự động hóa cho ngành công nghiệp thế chấp. Intai cũng phục vụ trong ban cố vấn của cộng đồng blockchain ở khu vực phía nam của Israel từ năm 2009 đến năm 2017. Intai từng là quản lý cấp cao và tư vấn kinh doanh tại KPMG, một trong những công ty kiểm toán Big Four trên thế giới và chịu trách nhiệm đối với dự án MA và IPO toàn cầu. Chuyên môn là ICO sản phẩm, tài chính, quy chế, tiếp thị, phát triển kinh doanh, tiếp thị sản phẩm và hỗ trợ bán hàng, giải pháp và dịch vụ. Kỹ năng của Intai là kế toán công chứng, có kinh nghiệm với một lịch sử chứng minh làm việc trong ngành kế toán, có kỹ năng trong các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế, quản lý, khởi nghiệp, phân tích tài chính và báo cáo tài chính. Thành viên thứ ba trong team lãnh đạo đó là Netalen Bitan, người sáng lập, CEO và CTO của Homeland, kiến thức sâu với các quy trình và phương pháp phát triển phần mềm, có động lực cao, có trách nhiệm, với kỹ năng học tập xuất sắc và kỹ năng nhóm rất giỏi về lập trình C cộng cộng. Thành viên thứ tư trong team lãnh đạo đó là Ricardo Henrique, CIO tại Homeland. Ricardo là một nhà tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh và đổi mới. Hiện tại, Ricardo đang cung cấp tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ blockchain. Trên đây là những thông tin tiếp theo về dự án ICO Homeland. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.